Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người là cò xe quá tải qua trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đồng Nai để nhận tiền bảo kê hàng tỷ đồng. Liên quan vụ bắt giam 5 người làm cò xe quá tải để qua trạm Suối Tre Đồng Nai, ngày 11 tháng 10, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra nói với phóng viên Tuổi Trẻ, sau khi bắt tạm giam 5 người trong vụ làm cò ở trạm Suối Tre, cơ quan điều tra vẫn đang điều tra, hiện chúng tôi chưa thể cung cấp gì thêm. Theo các nguồn tin của Tuổi Trẻ, các cò Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Trương Công Quang, Đặng Văn Út và Nguyễn Văn Hậu bị bắt tạm giam về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đến người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi đã can thiệp quá sâu vào lực lượng cảnh sát giao thông ở trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre để cho xe quá tải qua các chốt và nhận tiền bảo kê. Cụ thể, cò Trương Công Quang, Nguyễn Đăng Khoa đã cùng móc nối với cò Trần Quang Tân lái xe cho Trung tá Lê Ánh Dương, trạm trưởng trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre để làm nhiều phi vụ giải thoát xe quá tải. Tân đứng ra làm luật với các cò rồi về nói chuyện với Trung tá Lê Ánh Dương. Từ mối quan hệ làm ăn có hiệu quả, Quang và Khoa rủ thêm Đặng Văn Út, Nguyễn Văn Hậu để đi thu tiền của các tài xế xe có ý định chở quá tải. Khi làm luật xong, các cò này thông báo cho nhau rồi kết nối với tài xế Trần Quang Tân để can thiệp, giải quyết cho xe quá tải đi chất lọt trên quốc lộ 1 mà không hề bị xử lý. Một người tham gia điều tra vụ án cho hay chỉ mới điều tra 5 cò xe quá tải, cơ quan điều tra đã xác định nhóm này nhận tiền rất nhiều lần của tài xế xe quá tải để hưởng lợi. Từ tháng 3 năm 2021 đến khi khởi tố vụ án, những cò xe quá tải đã nhận tổng cộng hơn 2 tỷ đồng. Tất cả đều cùng chiêu thức là nhận tiền rồi can thiệp vào lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra để cho xe quá tải lưu thông mà không bị xử lý hành chính. Đơn cử như Nguyễn Đăng Khoa mỗi lần giải thoát mỗi xe quá tải sẽ nhận được 200.000 đến 300.000 đồng, phần còn lại thì chia cho tài xế của Trung tá Dương. Riêng cò Quang khai từ mối quan hệ với tài xế của ông Dương, Quang đã tiếp cận được ông Dương tặng một số quà có giá trị. Trả lời câu hỏi của phóng viên Tuổi Trẻ về việc 5 cò xe quá tải có liên quan đến cảnh sát giao thông hay không, Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai nói, lãnh đạo phòng thường xuyên có văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh lực lượng làm nhiệm vụ theo đúng các quy định. Việc cơ quan điều tra đang làm phòng không nắm được, nhưng quan điểm của phòng là không có vùng cấm đối với các trường hợp vi phạm.